Ký sự lên núi tìm Hơ Mông cọc đuôi của người Mông, của người Hơ Mông. Một trong tứ đại quốc quyển của Việt Nam, người ta hay gọi là tứ quốc quyển, phú quốc đầu tiên của đảo Mông Cọc đây, Bắc Hà cũng của vùng Tây Bắc, và con Lài. Đây là cao nguyên đá Đồng Văn của tỉnh Hà Giang. Đây là cái quang cảnh ở nhà của người Hơ Mông. Đây là sẹo hổ báo. Đặt tên cho em là sẹo hổ báo. Con Mông Cọc mà tôi đã tìm được sau gần 3 tháng. Nhờ những cái người bạn, người Hơ Mông tìm giúp. Bởi vì cái địa hình như mọi người nhìn cái con đường mà đi thì người Kinh chúng ta lên không thể đi nổi. Anh người đang về thôi. Đường xấu quá. Để bắt được sẹo hổ báo thì phải đi hai lần. Anh ơi, vừa đến nhà đâu này. Một lần đến xem và may mắn là chủ để lại cho. Đông người xe quá. Nhưng mà không đón ngay được. Đón tạm hai con chó con. Ơi. Đây là ngày đến đón sẹo hổ báo. Sẹo hổ báo. Nó có một chút luôn để chả đá đài không? Nó có một chút luôn để chả đá đài không? Ngày đón em thì chủ không có ra đưa tiễn mà cậu con ra đưa tiễn. Người Hơ Mông thì họ bán chó chứ không cho dây. Vòng đeo cổ là chắc chắn họ sẽ giữ lại. Giai bản xuống phố. Sẹo. May mắn là tìm được sẹo hổ báo. Bởi vì gia đình có hai con, còn một con chó con như mọi người đã xem. Người Hơ Mông họ rất là quý chó. Nhà mà có một con là hỏi hoặc là họ không có bán. Hai con thì họ nhượng lại. Đẹp dài quá nhỉ. Thấp xuống đi, gần đi. Đây là sẹo. Hôm nay từ Đồng Văn Hà Giang về. Hôm nay là vừa mới đón xong, vừa đón ở bến xe về. Con cọc vàng. Chọn con sẹo này là bởi vì cái mặt của nó, cái trán, cái tai, có cái gì để nhớ nhỉ, để nhìn cái mặt của nó. Nhìn đằng trước. Đen. Rất là thân thiện chứ không có. Đây là chó bản và người ta nuôi thả tự do. Khi mà người chủ cũ người ta nuôi thả tự do ấy, thì cái con chó nó rất là thân thiện chứ nó không có gì, và nó rất là biết ý và nó nhận chủ luôn. Khi mà ra đón là nó biết ai là chủ nó luôn. Chủ sờ thoải mái và muốn nô với chủ luôn. Còn trước khi sang bên này thì là đã cho nó qua bên phòng khám để lấy một số cái loại thuốc về để mà dùng cho nó định kỳ mấy hôm, trong mấy hôm nữa cho nó quen môi trường rồi sẽ dùng cho nó. Thì ở phòng khám là các bác sĩ mà khi mà chủ ngồi cạnh đấy thì các bác sĩ sờ được, nhưng mà thỉnh thoảng nó vẫn gừ các bác sĩ. Nhưng mà đây là như thế là nó chỉ về đây có một tí thôi là nó biết là ai là chủ nó rồi. Đây, người nhìn có thể thấy được là tất cả mọi thứ là nó rất là thuần chó. Đây là cái con chó bản, nguyên gốc, con chó người ta nuôi tự thả tự do. Thì nó, cái giống cọc này nó rất là
là thuần chó như vậy, chứ nó không phải là cái con chó gọi là cái độ đề phòng nó cao, nhưng mà cái độ thuần người nó cũng rất là cao, nó biết luôn ai chủ nó, ai chủ thì nó quấn luôn, chứ nó không có phải ấy đâu. Nằm xuống, nằm ra anh cãi cho, nằm xuống đấy. Không biết là ở nhà chủ cũ nó thì chủ cũ nó nói tiếng Mông là gì, là bởi vì là con này nó là ở chỗ người Mông thì không biết là chủ cũ nó nói tiếng Mông kiểu gì, nhưng mà mình nói tiếng Kinh nó vẫn hiểu, thể hiện là con chó nó rất là hiểu ý người, khi mà bảo nó biết nằm luôn. Còn người Mông người ta nói tiếng Mông với con chó, chứ nó người ta không có nói tiếng Kinh, thì không biết là người ta nói bảo nó nằm kiểu gì, nhưng đây là bảo nó biết nằm ngay, thể hiện là con chó nó cực kỳ thông minh, và cái độ nhạy cảm, độ hiểu chủ của nó, hiểu cái ý, tức là nó không hiểu tiếng người nhưng nó hiểu cái ý của người. Là để cho mọi người có thể cảm nhận thực tế được là cái con cọc với cái tính cách chuẩn của cái con cọc gọi là con cọc nguyên thủy đi, ở bản của người Mông thì nó như vậy. Nó rất là thuần người chứ nó không có phải, và nó rất là khôn, nó rất là hiểu ý luôn, rất là ngoan, và còn gạ chủ chơi nữa chứ không có phải là ấy đâu. Còn với người lạ sờ cái là nó gừ ngay. Chủ ở cạnh đấy thì nó có thể chủ động nó ra nó liếm láp một tí thôi, nhưng mà xoa nó mà xoa vài cái lâu lâu là, hay là sờ vào người, sờ vào lưng nó là gừ. Ở đây thì với người thì là với chủ là vừa mới ra đón nó xong mà cho nó xuống một tí thôi là nó đã rất là quấn chủ rồi và nó hiểu. Để em ở bên này mấy ngày để cho em quen với lại cái khí hậu mới, rồi sau đấy là sẽ tẩy giun, rồi gọi là tẩy giun rồi tiêm vaccine các thứ cho em, chứ ở trên bản thì chả được có tiêm cái vaccine gì cả. Về đây thì sẽ phải tiêm ít nhất là vaccine dại và vaccine 7 bệnh, bởi vì là cái môi trường ở đô thị này nó cái nguy cơ bệnh dịch nó cao hơn nhiều là cái môi trường ở trên bản, ở trên Hà Giang. Ở Hà Giang nhiệt độ trung bình của nó thì thường thường nó chỉ dao động ở khoảng tầm như ở tầm thời tiết hiện tại thì ở trên Hà Giang nó chỉ ở khoảng tầm 12 cho đến 20 độ thôi, chứ nó không có vượt quá được đến 22 độ là cùng, vì nó ở trên cao khoảng tầm 1.500 đến 2.000 mét, cao nguyên mà. Và đồng bào thì người ta ở trên cao chứ người ta không ở dưới thấp, người ta không ở thị trấn. Thị trấn cũng có một phần thôi, còn đại đa số như giả sử như là Sẹo này là bắt ở trên đấy, là coi như là giáp danh với Trung Quốc, nó coi như là trên đỉnh núi đấy, trên đỉnh của dãy núi, là nó phải rơi vào khoảng tầm 2.000-2.500 mét. Đây tại sao gọi tên em là Sẹo đây, quay gần vào đây hay là zoom gần, bởi vì là em có cái chiến tích của chiến binh đi săn. Người em là có vết sẹo đây này, mấy vết này, đánh nhau với lại chó hoang, nghe chủ nó kể thế. Còn chủ cũ của em thì có đam mê tửu, say thường xuyên, cho nên là không biết là chủ kể có chuẩn không, nhưng mà chủ bảo là đây là chiến tích với chó hoang, và đánh nhau là để lại những cái vết sẹo rất là to như thế này, và đặt tên em là Sẹo luôn. Ok, để cho mọi người cảm nhận cái con chó ta, cái giống chó ta khôn, nó rất là thuần người đấy. Vừa mới bắt về, vừa mới đón sáng nay đấy, là 8 giờ, bây giờ là 1 giờ chiều, di chuyển từ bên kia tạt qua phòng khám, từ bến xe Mỹ Đình tạt qua phòng khám để lấy thuốc, rồi sau đấy là sang đây luôn. Nhưng con chó nó đã rất là thân quen rồi, và không săn gà, gà bên cạnh không săn. Video hôm nay là kỷ niệm cái ngày đầu tiên mà Sẹo về thủ đô. Mời mọi người cùng ngắm một số hình ảnh của Sẹo hổ báo, giống chó hơ mông cọc. Nơi sinh và lớn lên của em là ở trên cao nguyên đá Đồng Văn của tỉnh Hà Giang, ở trên đỉnh núi rất cao và khó đi như mọi người đã xem.
Và rất là may mắn là có cái duyên đón được em khi mà gia đình có hai con. Hy vọng là sẹo hổ báo sẽ cho ra những cái hậu duệ mà chuẩn giống của các con chó hơ mông cọc. Cái giống chó hơ mông cọc, một cái giống chó rất là khôn và thuần người của Việt Nam chúng ta. Xin cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Thank you and see you again. Hẹn gặp lại mọi người ở các video tiếp theo.